Thưa quý vị, hiện nay khi cảnh sát giao thông kiểm tra trên đường, ngoài hình thức bản cháy, người tham gia giao thông có thể trình cảnh sát giao thông các loại giấy tờ qua VNEAD. Đây là một trong những nội dung quan trọng của thông tư 28 vừa được Bộ Công an ban hành. Nếu người dân đã tích hợp các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện sử dụng tham gia giao thông lên VNEAD, thì có thể sử dụng chúng giống như giấy tờ trực tiếp để xuất trình cho lực lượng cảnh sát giao thông khi được yêu cầu kiểm tra. người tham gia giao thông có thể trình cảnh sát giao thông các loại giấy tờ sau qua ứng dụng VNEAD, giấy phép lái xe, chứng chỉ bộ dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dụng, giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký xe kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực. Ngoài ra, người dân cần xuất trình các giấy tờ sau, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy nhận kiểm định và tem kiểm định giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Khi người vi phạm giao thông xuất trình giấy tờ của ứng dụng VNEAD trong trường hợp phải tạm giữ giấy tờ, thì cảnh sát giao thông sẽ tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử, đồng thời cảnh sát cập nhật thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ ứng dụng VNEAD, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý để người vi phạm chủ phương tiện biết. Việc người tham gia giao thông có thể xuất trình thông tin qua ứng dụng VNEAD mà không cần mang theo các giấy tờ gốc giúp giảm thiểu rủi ro mất mát, hư hỏng giấy tờ và tăng tính thuận tiện trong quá trình kiểm tra. Việc sử dụng thông tin tích hợp trên VNEAD không chỉ mang tiện lợi cho người dân mà còn giúp cảnh sát giao thông tăng cường hiệu quả công tác, góp phần giảm bớt tình trạng gian lận sử dụng giấy tờ giả mạo trong giao thông.